Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình sẽ mang đến một ý tưởng mới và hướng dẫn các bạn làm một chiếc mô hình cầu vượt từ rất nhiều chiếc ống hút nha các bạn ơi. Thì mình mang đến một ý tưởng liên tưởng từ chiếc cây cầu vượt ở ngoài thực mà mình tạo ra một chiếc cầu vượt giả và một món đồ trang trí bỏ thủ từ những chiếc ống hút. Và không để các bạn chờ đợi lâu, mời các bạn cùng xem chi tiết video và các bước mình làm như thế nào nha. Vâng, và như vậy thì bước đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn đấy là cắt các cái ống hút ra thành một để tạo thành một chiếc phản, để tạo thành một chiếc đường ấy các bạn ạ, gọi là tạo thành một chiếc đường của cây cầu. Thì bước đầu tiên mình sẽ sử dụng đấy là 5 chiếc ống hút màu trắng này, mình sẽ để những chiếc ống hút còn lại ra ngoài. Và bây giờ các bạn sẽ cắt cho mình, đấy là mình sẽ dùng thước và đo. Đo các bạn cắt cho mình đấy 8 cm nha. Đây 8 cm. Ok, sau đấy các bạn sử dụng cái ống hút này thôi, các bạn để xuống này, đặt xuống này. Các bạn cắt cho mình bằng thôi. Thì đây là mình đang hướng dẫn các bạn cách, lát nữa mình sẽ ghép các cái ống hút lại với nhau để tạo thành một con đường của cây cầu. Thì bây giờ là mình đang cắt nha. Thế mình sẽ tận dụng cả cái ống hút bên ngoài này. Đây, như vậy một chiếc ống hút mình đã tạo được ba chiếc ống ngắn liền các bạn ạ. Với diện tích của con đường thì mình làm tầm 8 mét thôi để đủ vừa một chiếc ô tô. Ok, các bạn cứ cắt lần lượt như vậy cho mình nhé. Giờ mình cho hai cái ống luôn, ba cái luôn, mình cắt luôn một thẻ nha các bạn này. Cắt như thế này thì nó sẽ nhanh hơn, nhưng mà yêu cầu là các bạn phải cẩn thận và đặt cho nó chính xác. Ok, tương tự như vậy thì các bạn hãy gần đặt lên thôi. Vâng, và như vậy thì mình đã, đây là cái ống cuối cùng, chiếc ống cuối cùng mà mình sẽ cắt xong. Ok, như vậy thì mình đã cắt xong những 5 chiếc ống ra thành những chiếc ống ngắn 8 cm rồi các bạn ạ. Bước tiếp theo mình sẽ sử dụng đấy là súng bắn keo để mình có thể gắn các cái chiếc ống này tạo thành một con đường nhá. Ok, mình sẽ để những cái chiếc ống hút có vèn lại sau. Bước đầu tiên nha, các bạn cho mình một ít keo vào hai đầu nha. Mình sẽ sử dụng một chiếc ống đầu tiên và mình sẽ gắn luôn. Vâng, và mình đã gắn được chiếc ống đầu tiên rồi, thì tới chiếc ống thứ hai. Mình sẽ gắn lần lượt nha các bạn này. Các bạn để một chiếc thước lên trên đầu này cho nó đỡ bị lệch nha. Các bạn chỉ việc cho keo và gắn lần lượt thôi. Đấy. Rất là đơn giản và dễ phải không ạ? Các bạn ngoài đã gắn cho nó thẳng, còn các bạn phải gắn cho nó không bị kênh lên nha. Thỉnh thoảng các bạn mới dùng thước đấy. Đây, các bạn dùng thước để các bạn chà xuống. Đấy là một số trong những cách mà mình có thể làm một con đường cây cầu nó đẹp hơn và nó bằng phẳng. Ok, mình đang làm, các bạn cứ làm bình tĩnh, từ từ thôi, không cần vội đâu. Rất là ok nha. Rồi mình sẽ để lại cho nó phẳng nha.
và tương tự các bạn gắn nốt những chiếc ống còn lại. Và đây là chiếc ống hút cuối cùng nha các bạn ơi, thì mình đã hoàn thành xong được hai cái, được cái đầu vào của chiếc cầu rồi nha. Này mình đang làm con đường nhưng mà đầu vào nha các bạn này, sẽ gắn nó lại. Ok. Vâng, và sau khi mình đã gắn xong cây cầu rồi, đây là đường đi vào các bạn ạ. Và tương tự như vậy thì mình có làm thêm một chiếc cây đường của cây cầu nữa, đấy là đường đi ra nha. Thì đây mình sẽ mô phỏng cho các bạn xem, đây là hai chiếc đường, một đường vào và đường ra. Thì mình sẽ để tạm lên trên này đó. Tiếp theo mình sẽ sử dụng một số ống hút nữa, rất là nhiều màu, để mình có thể làm một con đường ở giữa, gọi là con đường chính của cây cầu nha. Đây, con đường đầu vào và con đường đầu ra thì phải có con đường ở giữa đúng không các bạn? Thì không được. Và bây giờ thì mình sẽ sử dụng đấy là những chiếc ống hút nhiều màu để làm một cây cầu rất là, cho nó rất đẹp nha. Và tương tự như vậy thì mình cũng sẽ dùng một chiếc thước và mình sẽ đo với cái diện tích của cây cầu là 8 cm các bạn ạ. Vì cây cầu thì chúng ta không thể làm bề đầu vào to đầu ra nhỏ được, mà vẫn phải đều nha. Ok, và mình sẽ cắt này. Và tương tự như vậy các bạn sẽ đo cho mình nha. Và mình sẽ cắt tiếp. Một chiếc ống như thế này thì chúng ta có thể cắt được 3 cái rồi. Ok. Các bạn cắt tiếp cho mình nha. Để tạm thước ở bên ngoài này, mình sẽ cắt nhiều hai chiếc một ống một lúc nha. Sẽ cắt một ống một thôi cho nó đỡ bị lệch các bạn ạ. Chúng ta cắt nhiều một lúc là dễ bị lệch lắm. Mình đang cắt ra như thế này, xong đấy mình nối lại thì mình sẽ tạo thành một con đường của cây cầu các bạn nhé. Ok, và tới sang màu khác, vì mình sẽ làm cây cầu này với rất là nhiều màu. Màu vàng nhé các bạn ơi, đây là mình sẽ làm màu vàng này. Ok. Và tiếp theo là mình sẽ cắt tiếp các bạn ạ. Mình sẽ tận dụng hết. Không có là các bạn, nếu các bạn không tận dụng thì các bạn sẽ bỏ đi thì nó phí quá. Và tương tự các bạn sẽ cắt cho mình hết số ống hút này nha. Và đây là chiếc ống cuối cùng nha các bạn ơi, thì mình sẽ tương tự và mình sẽ cắt đi thôi. Các bạn ơi, cắt lần lượt nha. Thì sau khi mình đã cắt xong ấy thì tiếp tục mình sẽ sử dụng súng bắn keo đó các bạn ạ. Đây mình sẽ làm một cây cầu, cái con đường của cây cầu nó như thế này nha các bạn này. Và lát nữa mình sẽ gắn lên thôi. Rồi, mình đang mô phỏng đấy các bạn ạ. Một cây cầu rất là dài và đẹp, quá là tuyệt vời luôn. Và bây giờ mình sẽ sử dụng súng bắn keo để mình cố định nha các bạn này. Ok, mình sẽ làm từng màu một nha. Đây, súng bắn keo của mình đây. Mình sẽ sử dụng để cho một ít keo vào này. Ok, tương tự như vậy các bạn cứ gắn lần lượt nha. Kiểu nó rất là dính các bạn. Ok, và chiếc ống thứ ba mình đã gắn xong. Tương tự các bạn đã gắn lần lượt thôi. Mình cũng sẽ để một chiếc thước lên trên đầu này để cho chiếc con đường của cây cầu nó được chắc và thẳng nha.
bạn đã gắn lần lượt cho mình nha. Đây, mình đang gắn lần lượt từng màu một. Thì hiện tại mình gắn xong một màu đỏ rồi này. Tương tự các bạn sẽ gắn lần lượt cho mình nhé. Sau khi mình đã gắn được thêm một những chiếc ống màu da cam này nhá các bạn này, thì bây giờ thì tôi thích cái ống màu xanh này. Thì các bạn cũng cứ gắn lần lượt thôi. Thì mình gắn lần lượt cho nó hết cái những chiếc ống này. Và mình chỉ được cho keo vào sau đấy thì mình sẽ gắn vào nha các bạn này. Đây, mình đang chỉnh lại cho những chiếc ống của chúng ta nó có được chắc chắn và thẳng hơn. Và tương tự các bạn sẽ làm lần lượt nhé. Và bây giờ thì chỉ còn những mẫu dây mẫu ống màu vàng này nữa là mình đã hoàn thành xong một con đường ở giữa nha các bạn này, con đường cây cầu ở giữa nha. Thì mình gắn nốt luôn nha các bạn này, mình sẽ cho keo vào. Rất là nhanh phải không ạ? Rất là đơn giản và dễ dàng luôn. Một cây cầu chuẩn bị mà mình sắp được hoàn thành rồi. Mình chỉ làm xong con đường này và làm xong cái trụ các bạn ạ. Bước tiếp theo xong con đường thì mình sẽ làm tới phần chiếc trụ. Để chúng ta có thể giữ vững và tạo khung cho cây cầu để chắc chắn. Vâng, và như vậy thì mình đã hoàn thành xong cái phần con đường ở giữa cho cây cầu nhá. Và như vậy thì mình đã làm xong một con đường ở giữa của cây cầu nhá bạn này. Bước tiếp theo mình sẽ lật ngược lại nha. Và mình sẽ sử dụng đấy là hai chiếc ống hút màu trắng để mình có thể làm chiếc song mà trục để cho chiếc cây cầu của chúng ta nó không bị vòm nha. Mình muốn làm cho nó chắc chắn thì mình sẽ gắn gắn keo vào cái đầu của hai cây cầu này, thì mình sẽ cho một thêm một cái que gọi là trục đấy các bạn. Để mình có thể gắn cái phần cái cây cầu này để cho nó chắc chắn và không bị lung lay. Thì tương tự bên này mình cũng làm như vậy nhá. Đây, mình đang gắn hai chiếc trục vào cây cầu cho con đường của cây cầu cho nó chắc chắn đó bạn nhá. Mình sẽ gia cố đấy là bằng cách cho keo nến vào để cho chiếc cầu của chúng ta nó không bị vỏm, vì yếu thì nó sẽ bị vỏng các bạn ạ. Nhưng mình làm như thế này thì chắc chắn là cây cầu nó không có thể bị vỏng đi đâu rồi. Và tiếp theo cái phần thừa này thì mình sẽ cắt đi nha. Mình sẽ cắt trừ lại một ống các bạn. Để vì có keo nến nhưng mà nó đang rất là dai các bạn. Ok, tương tự bên này mình cũng cắt đi thôi. Vâng, sau khi mình đã cắt đi rồi, cái phần thừa của ống thừa đi rồi, và như vậy thì cây cầu của mình rất là chắc chắn nha các bạn này, không có sợ vóng hay là gì cả. Ok, tương tự như vậy mình để tạm cây cầu ra đây. Bước tiếp theo mình sẽ sử dụng đấy là những chiếc ống hút màu tím các bạn ạ. Mình có sử dụng 2, 4, 6, 8 chiếc ống hút màu tím này. Và 8 chiếc ống hút màu xanh các bạn nha. Đây, và những chiếc ống hút màu xanh lá cây. Mình sẽ làm 4 chiếc trục của chiếc cầu nha. Thì rồi ok, mình sẽ dùng tạm những chiếc ống hút này. Đây. Với chiếc ống hút đầu tiên thì mình sẽ đo với diện tích đấy là chiều dài là 12 cm các bạn ạ. Mình sẽ cắt 12 cm nha. Chiều dài của cây cầu là mình cắt 12 cm nha.
Ok, một chiếc trụ. Vâng, và tương tự các bạn cứ cắt lần lượt thôi, vì mình đã cắt ra được một chiếc trụ rồi đấy các bạn ạ. Bốn cái ống ngắn như thế này thì mình sẽ làm được một chiếc trụ nha. Thì với cái ống màu tím này thì mình sẽ làm đấy là hai chiếc trụ màu tím. Ok, thì tới bước tiếp theo mình sẽ gắn luôn nha các bạn này. Mình sẽ sử dụng súng bắn keo để mình có thể gắn hai chiếc trụ này. Thì bây giờ mình sẽ gắn luôn, mình sẽ nối hai chiếc ống lại với nhau đấy. Đây là bước đầu tiên, mình sẽ gắn hai chiếc ống đầu tiên lại với nhau rồi các bạn ạ. Muốn các bạn muốn ghép lại thì các bạn phải gắn lại với nhau rồi nha. Ok, mình đã ghép gắn hai chiếc ống lại với nhau. Nó giờ keo chưa khô, mình phải giữ một chút các bạn cho thêm một ít keo vào trên này cho nó chắc nha. Và tương tự thì các bạn gắn nốt hai cái chiếc ống ở bên này luôn. Rất keo rất là nóng các bạn. Các bạn làm rất cẩn thận nha. Tương tự như vậy thì mình cho một lớp keo lên trên này. Ok, và bây giờ mình sẽ sử dụng hai chiếc ống này, mình sẽ ghép lại với hai chiếc ống bên này nha. Để tạo thành một cây cầu các bạn, một cái trụ của cây cầu nha. Ok. Và sau khi ghép xong thì mình đã có một chiếc trụ của cây cầu rồi đấy các bạn ạ. Và tương tự như vậy thì mình có chuẩn bị gắn trước thêm một chiếc trụ nha các bạn này, hai chiếc trụ hai bên. Và tới chiếc trụ màu xanh thì mình sẽ làm tương tự như vậy. Và các bạn cũng cắt cho mình đấy là 12 cm nha, hai vì bốn cái trụ thì phải bằng nhau ấy các bạn này. Với chiếc trụ màu xanh này thì mình cũng cắt tương tự như vậy thôi. Ok, mình sẽ gấp đôi và mình sẽ cắt luôn cái phần đường dưới này. Và tương tự như vậy nha các bạn. Mình sẽ cắt tiếp cái ống này. Ok. Và bây giờ mình sẽ sử dụng keo các bạn ạ. Mình sẽ sử dụng keo để mình có thể gắn lại nha. Gắn như lúc nãy thôi. Đây, mình đang gắn các chiếc ống lại với nhau đã. Tiếp theo mình sẽ cho keo lên trên giữa của chiếc ống này. Và mình sẽ gắn lên trên phần của chiếc ống đôi bên cạnh nha. Để mình có thể tạo thành một chiếc trụ như lúc nãy nha. Chiếc ống màu tím. Ok, mình để cho nó bằng phẳng một chút các bạn. Các bạn phải để cho nó bằng nha. Rồi, và như vậy thì mình lại có thêm một chiếc trụ màu xanh rồi. Và tương tự như vậy thì mình có chuẩn bị thêm một chiếc trụ này nha. À, vậy như vậy là mình đã có các cái đồ dùng để tạo thêm một cây cầu rồi các bạn ạ. Rồi, và bây giờ mình sẽ ghép các cái trụ này lại với nhau và cây cầu với nhau. Vâng, bước tiếp theo trước khi gắn các cái trụ này thì mình sẽ sử dụng một chiếc bút lông nha các bạn này. Và mình sẽ căn cái phần có chiếc trụ này để cho chúng ta gắn cái cầu vào cho nó đều nha. Thì mình sẽ để khoảng cách đấy là 5 cm các bạn ạ. Ok, và mình sẽ đánh dấu nha. Chúng ta đánh dấu như thế này ấy thì các bạn gắn cái cầu thì không bao giờ bị lệch và nó sẽ thẳng và nó đều nha. Và nó sẽ đứng đều và đẹp. Ok. Và bây giờ thì không còn việc gì thì chúng ta gắn cầu thôi. Mình sẽ sử dụng keo để gắn nha. Thì bước đầu tiên mình sẽ cho keo nến vào một chiếc đầu cầu bên này. Mình sẽ gắn
Ok, mình sẽ gắn trước ạ. Mình sẽ gắn một chiếc xanh và một chiếc tím nha. Một chiếc trụ xanh và một chiếc trụ tím. Mình sẽ căn cho nó bằng các bạn. Rồi, bên này mình cho keo vào mình gắn thôi nha. Và tương tự bên này mình cũng cho keo vào các bạn ạ. Mình sẽ gắn keo để cố định lại nha. Vâng. Và tới cái phần tiếp theo của cái trụ này thì mình cũng gắn luôn. Ok, mình sẽ gắn trực tiếp vào đấy ạ. Mình sẽ dựng nó lên nha. Dựng cây cầu lên. Và như vậy thì mình đã gắn xong được 3 chiếc chân rồi. Và mình sẽ dựng lên nha các bạn này. Wow, một cây cầu mà mình đã cây cầu của mình đã đứng được rồi đấy các bạn ạ. Quá là tuyệt vời luôn. Mình sẽ để ngang như thế này cho các bạn xem cho dễ nha. Và tiếp theo đấy là chiếc chân cuối cùng. Mình sẽ gắn nó luôn. Ok. Và như vậy thì mình đã gắn được 4 chiếc chân vào trong cái con đường của cây cầu nha các bạn này. Quá là đẹp luôn. Vâng, như vậy là cái chân thứ tư của mình đã chắc rồi nha các bạn này. Và cây cầu của mình rất là chắc chắn rồi. Và bây giờ mình chỉ việc gắn tiếp cái phần cái đầu vào và đầu ra của cây cầu nha các bạn này. Mình sẽ sử dụng keo nha. Mình sẽ gắn trực tiếp vào cái phần của cây cầu này thôi. Là đơn giản đó bạn. Và tương tự bên này mình cũng làm như vậy nha. Mình sẽ cho keo vào. Quá là đẹp các bạn ạ. Một cây cầu rất là dài. Vâng, mà như vậy thì cây cầu của mình đã có thể đi lại được rồi các bạn ạ. Quá là xuất sắc và đẹp rồi. Nó rất là chắc chắn rồi. Bước tiếp theo mình sẽ làm một chiếc gọi là chiếc hành cầu thang gọi là cái mình sẽ sử dụng chiếc ống màu vàng này để mình làm một chiếc lan can của cây cầu các bạn ạ. Ok, mình sẽ cắt nha. Và đây mình sẽ làm cho nó đẹp và nó chắc chắn và hấp dẫn hơn. Ok, và tương tự như vậy bên này mình cũng sẽ sử dụng như vậy nha. Hai chiếc lan can giúp cho cây cầu có thể chắc chắn và đẹp hơn nha. Và mình sẽ tạo dựng lên một chiếc lan can để có thể giúp cho cây cầu chắc hơn. Và trước tiên thì mình sẽ sử dụng keo để mình cố định lại nha các bạn này. Cố định cái phần lan can của cây cầu ở dưới trước đã. Ok, như vậy thì mình đã có hai chiếc lan can của rìa cây cầu rồi nha. Mình sẽ giữ chút cho keo khô nha. Sau khi mà mình đã cố định được hai chiếc lan can rồi thì bây giờ mình sẽ sử dụng đấy là hai mẫu giữa ống hút với diện tích chiều dài đấy là 2 cm các bạn này. Mình sẽ gắn vào giữa của chiếc lan can này. Mình sẽ cho keo vào nha. Ok, mình sẽ cho keo vào các bạn ạ. Tương tự bên này cũng vậy nha. Và như vậy thì mình đã làm xong chiếc hai chiếc lan can thêm. Tiếp theo mình sẽ sử dụng đấy là hai mẫu ống hút màu đỏ với chiều dài đấy là 20 cm các bạn ạ. Mình sẽ cắt
cắt hai cái đầu này cho nó nhọn lên nha, nhọn một chút này. Ok, tiếp theo mình sẽ gắn nó vào trên chiếc cầu này để chúng ta có thể tạo thành một chiếc lan can cực kỳ đẹp từ chiếc ống hút. Đây, mình sẽ làm mẫu như vậy đấy các bạn ạ. Và chiếc lan can của mình nó sẽ như thế nha. Và bây giờ mình sẽ cho keo vào hai đầu của chiếc dây lan can nha các bạn này. Mình sẽ gắn một đầu lên đây và gắn một đầu lên đây các bạn. Mình sẽ gắn hai đầu lên hai chiếc trục của cây cầu nha. Để cho keo gắn hai đầu vào. Và như vậy thì mình đã gắn xong một chiếc lan can rồi đấy các bạn ạ. Mà mình sẽ gắn cố định nó lên trên chiếc trụ lan can này nha. Ok, quá là đẹp luôn. Tiếp theo mình có sử dụng cũng tương tự như vậy. Mình sẽ gắn nốt bên này luôn nha các bạn này. Và mình cũng sẽ cắt ra hai đầu một ít nha. Hai đầu cho nó nhọn lên nha. Để chúng ta có thể nối gắn keo nó dễ hơn. Và bây giờ thì mình sẽ cho keo vào hai đầu của chiếc lan can này. Mình sẽ gắn luôn vào nha các bạn này. Ok. Tương tự như vậy thì mình sẽ cho một ít keo vào cái lan trục lan can giữa này chính này để mình có thể cố định nó luôn. Ok, như vậy thì mình đã có hai chiếc lan can trên cây cầu rồi đấy các bạn ạ. Các bạn xem thấy hai chiếc lan can quá là xuất sắc phải không ạ? Và tiếp theo mình có sử dụng đấy là bốn chiếc ống hút ngắn màu da cam với diện tích 2 cm. Mình sẽ làm bốn chiếc trụ cột có cây cầu nha các bạn này, đầu cầu và cuối cầu nha, gọi là cái cột mốc đấy các bạn ạ. Ok, mình sẽ gắn nó vào trên chiếc chân cái mặt cầu này, đường của cầu này, để chúng ta đi chúng ta có thể biết là mà còn tránh nha. Tương tự như vậy thì mình gắn nốt bên này nha các bạn này. Mình đang làm những chiếc lan can giúp cây cầu nó có thể đẹp và nó hấp dẫn hơn. Vâng, và tương tự bên này mình cũng sẽ sử dụng đấy là bốn chiếc ống hút nha các bạn này. Da cam nha. Bốn chiếc ống hút vào da cam. Mình sẽ tương tự mình gắn vào thôi các bạn ạ. Đây, mình sẽ gắn những chiếc lan can này giúp cho cây cầu nó có thể trở nên đẹp hơn và nó đẹp và độc đáo hơn nha. Vâng, và như vậy thì cuối cùng thì một chiếc mô hình cây cầu vượt mình làm từ ống hút đã hoàn thành xong. Sau một quá trình mà mình đã nỗ lực làm rất là nhiều và lâu thì cái món đồ cây cầu
cây cầu mà mình đã tự ý tưởng và tự sáng tạo ra, thì một cây cầu hình những làm từ những chiếc ống hút cực kỳ xinh xắn và dễ thương nha các bạn này. Một cây cầu vượt rất là đẹp. Thì các bạn thấy video của mình hay và hấp dẫn ấy, thì nhớ ủng hộ mình bằng cách like này, comment này, share này, đăng ký kênh giúp mình nhá, để mình có động lực ra nhiều video hay và hấp dẫn hơn. Mình sẽ cho các bạn xem cây cầu và giữa vùng nước nha. Vâng, và mình đang cho cây cầu vào giữa con sông đấy các bạn ạ. Mình lấy một mẩu giấy màu xanh và mình làm nó tương tự như con sông vậy. Một cây cầu bắc qua sông cực kỳ là tiện lợi và hữu ích cho mọi người nha các bạn ạ. Thì cảm ơn các bạn đã ủng hộ và xem video của mình. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Và nhớ ủng hộ mình nha, để mình có động lực ra nhiều video hay và hấp dẫn hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.